Chào mừng mọi người đến với buổi thuyết trình webinar của SDE Tech. Thì em xin phép tự giới thiệu, em là Nguyễn Huy Tuấn, kỹ thuật viên của SDE. Thì nay em xin phép đại diện cho công ty để thuyết trình trong buổi thuyết trình webinar ngày hôm nay. Thì trong buổi thuyết trình này, em sẽ nói về hai nội dung chính. Đầu tiên sẽ là những tính năng mới của bản EnCam 2312. Thứ hai sẽ là dịch vụ Post Processor và Machine Simulation mà SDE đang cung cấp cho khách hàng. Trong bản phát hành lần này thì hãng đã bổ sung một số những tính năng mới về gia công từ 2, 30 cho tới 50. Ngoài ra thì hãng cũng đã chỉnh sửa và bổ sung thêm một số tính năng để phục vụ tốt hơn cho người dùng khi sử dụng EnLIT. Đầu tiên em sẽ nói về tính năng để gia công đối với những biên dạng phẳng 2D. Đó là face milling zigzag. Đây là một operation nói về vấn đề phải mặt phôi. Thì operation này hãng đã cải tiến dựa trên một operation có sẵn. Thì sau đây em sẽ cho mọi người xem một cái video ngắn giới thiệu về operation này. Thì đây là vị trí của operation mới trong EnLIT. Cũng giống như lận phay phải mặt trước thì operation này cũng chỉ cần xác định bề mặt đáy gia công để chúng ta có thể tạo được đường ra. Và ưu điểm của nó là giao diện nó sẽ dễ xài và trực quan hơn. Tất cả những tùy chỉnh cần thiết nó sẽ đều nằm trong tab main, giúp cho người sử dụng dễ dàng thao tác hơn. Blend Geometry nó sẽ hiểu theo lượng dư phôi ban đầu, và tiếp theo là 3D In Process Group nó sẽ hiểu theo lượng dư phôi còn lại, có nghĩa là nó sẽ hiểu theo lượng dư phôi sau khi đã gia công xong các bước phía trước. Đây là một tính năng mới của EnLIT là Single Path, nó sẽ tạo duy nhất một đường giao và nó có thể tùy chỉnh vị trí cắt mong muốn. Đó, cũng như tùy chỉnh độ dài ngắn của đường ra. Tiếp theo sẽ là một operation mới dành cho để phá thô, dành cho các biên dạng cong, các biên dạng 3D. Và operation này thì hãng đang khuyến khích để chúng ta lập trình gia công cho những biên dạng khuôn. Thì cũng như những tính năng phá thô trước đây thì operation này cũng sẽ tự động tính toán đường giao theo hai vùng biên dạng là kín và biên dạng hở. Đối với những vùng biên dạng kín thì giao nó sẽ chạy theo kiểu là follow free free, và đối với biên dạng hở thì nó sẽ chạy theo kiểu là follow path. Đây là hai đường giao rất phổ biến trên đất. Và để hiểu thêm về operation này thì hãng cũng làm một cái video demo về nó. Thì đối với operation này thì nó sẽ tự động tính toán đường giao.
dựa trên sự khác nhau giữa phôi và chi tiết. Đó. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xác định chiều cao cắt giới hạn lại nó. Và tính năng này nó cũng so sánh sự khác nhau giữa phôi và chi tiết, nên va chạm vào chi tiết là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Và nó cũng có thêm tính năng là top of plate phase, nó sẽ tạo thêm một cái đường giao vết để chắc chắn là đạt đủ cái lượng dư cần gia công. On the smoothing nó sẽ tự động điều chỉnh được các góc bo dao, tránh dao chuyển hướng đột ngột và đó có thể gây hại cho dao. À, chúng ta cũng có thể kiểm tra đường dao ở những tọa độ dễ khác nhau để xem đường dao có thực sự an toàn và tối ưu không. Tiếp theo sẽ là một cái tính năng để bỏ qua lỗ đối với những cái biên dạng lỗ nhỏ để tránh mất thời gian gia công, thì người dùng có thể bỏ qua và sau đó tiến hành quay lại ở những operation sau. À, tiếp theo sẽ là một cái operation mới đối với lập trình những đường giao 50 để gia công tinh thành đối với những cái biên dạng tường, sẽ sử dụng bằng loại dao là bevel. Thì đây là một operation mới gia công tinh những biên dạng thành sử dụng bằng dao bevel. Thì khi gia công bằng dao bero, nó sẽ có một cái lợi ích là sẽ giúp tăng cái diện tích tiếp xúc của dao lên bề mặt gia công hơn. Qua đó lượng ăn phôi mỗi lần xuống dao sẽ nhiều hơn và giúp giảm đáng kể thời gian gia công. Thì đường dao này khi gia công bằng tool, khi gia công thì sẽ có thể chạy theo kiểu zig hoặc zig zag đối với những biên dạng hở, hoặc chạy theo kiểu spiral đối với những biên dạng tròn. Thì khi thao tác operation này nó cũng rất là dễ dàng
và rất thân thiện với người dùng. Chúng ta có thể dễ dàng tạo đường giao và chỉnh sửa đường giao rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta cũng chỉ cần xác định lại cái mặt phẳng cần gia công. Tiếp theo sẽ có một số lưu ý khi chọn đường dẫn. Đối với trường hợp chúng ta để là UpFocus thì đường dẫn chúng ta chọn phải là đường dẫn phía trên của cái mặt phẳng cần gia công. Còn nếu mà Lowercut thì chúng ta sẽ chọn bên dạng đường dẫn ở phía dưới. Đối với những cái biên dạng mà có đường dẫn, những đường cơ mà ngắn hoặc dài hơn so với biên dạng cần gia công thì chúng ta sẽ tùy chọn là Offset Form Guide. Thì phần mềm sẽ tự động tính toán đường giao dựa trên đường cơ đó và offset đường cơ. Sau đó sẽ tạo các đường giao lên mặt phẳng cần gia công. Và cuối cùng đó sẽ là tùy chọn upper and lower curve. Tùy chọn này nó sẽ sử dụng khi đường dẫn cơ phía trên và phía dưới nó sẽ có hai hình dạng khác nhau, thì phần mềm sẽ tính toán đường giao dựa trên nội suy của đường dẫn phía trên và đường dẫn phía dưới. Chúng ta cũng có thể hiệu chỉnh lại các góc lít của dao cũng như tính toán những điểm tiếp xúc của dao và chi tiết, qua đó sẽ giúp dao bám sâu vào chi tiết hơn cũng như hạn chế va chạm dao vào chi tiết. Ở Voicemail sẽ giúp cho phần mềm nhận biết cách xử lý đường giao để hẹn cách xử lý đường giao khi có những bề mặt va chạm, nó sẽ tạo một cái đường giao mới để hạn chế ảnh hưởng đến giao cũng như biên dạng của sản phẩm. Đây, đối với những biên dạng va chạm thì giao nó sẽ tự động nó nhấc lên, hoặc là nó sẽ tạo thêm một góc tiếp và nhấc lên để hạn chế giao ăn vào chi tiết. Đó. Nếu mà khi để ngâm thì giao nó sẽ đi
qua biên dạng đó bình thường và chắc chắn nó sẽ gây va chạm. Đấy, vừa rồi em đã nói về những operation mới của bản phát hành NX2312 lần này. Và tiếp theo em sẽ nói về một số chỉnh sửa trong các operation có sẵn. Đầu tiên sẽ là chỉnh sửa trong operation khoang. Nó sẽ bao gồm hai tính năng mới. Đầu tiên đó là Yield Control For và Button Clearance For Treating Operation. Thì Yield Control Point thì ở những phiên bản trước khi khoan thì phần mềm sẽ tự động tính toán vị trí bắt đầu gia công dựa vào 3D của lỗ. Như vậy đối với những cái biên dạng mà còn lượng dư phôi như biên dạng trên thì dao sẽ đâm thẳng vào chi tiết, đó sẽ gây gãy dao và làm hư chi tiết. Đây là phần phôi còn chưa gia công, chưa phá thô đi. Đây, nếu mà chúng ta chưa phá thô mà đi một cái đường ra vào như vậy thì dao nó sẽ đâm thẳng vào chi tiết. Đó, nó sẽ chạy tốc độ G0 vào chi tiết và sẽ gây gãy dao. Thì phần mềm nó sẽ cho chúng ta một cái tính năng mới đó là Yield Until. Nó sẽ cho phép chọn vị trí bắt đầu là trên phôi. Đó, nó sẽ tạo một cái điểm chờ trước phôi và nó sẽ chạy tốc độ G1 vào chi tiết. Đó, đối với những lỗ khoan sâu cũng tương tự. Đó, khi chúng ta mà cho nó dừng một cái điểm chờ ở phía dưới thì nó sẽ chạy tốc độ G0 qua những cái biên dạng đã gia công rồi. Và khi chạy như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến độ bóng của biên dạng đã gia công. Tiếp theo sẽ là một cái tính năng là giúp giới hạn cái mặt phẳng an toàn đối với những cái lỗ khoan sâu. Thì đây là một tính năng rất là hữu ích đối với trường hợp mũi khoan của chúng ta nó không có đủ độ sâu hoặc là khi chúng ta taro hoặc là phay ve. Đó. Thì đối với những cái khách hàng mà hay nhận gia công từ các khoa trung gian thì đây là một cái tính năng rất là hữu ích. Vì khi thiết kế trên nhà đất thì phần mềm nó sẽ tự động nhận diện được đâu là lỗ ren để nó gia công đúng độ sâu của ren. Nhưng mà khi khách hàng mà nhận pha trung gian thì phần mềm nó chỉ hiểu đó là một cái lỗ suốt. Phần mềm nó chỉ hiểu đó chỉ là một cái lỗ suốt và nó có thể gia công không đúng cái vị trí mong muốn. Thì tính năng này sẽ Chào giúp mày cho đã. người. Alo. Thì tính năng này sẽ giúp cho người sử dụng kiểm soát được hoàn toàn khoảng cách và độ sâu mong muốn. Đây là đối với trường hợp Aero và phê. Tiếp theo em sẽ nói về một cái tính năng rất là hay, rất là mạnh ở trên đất. Đây là một cái tính năng
đã có ở cái phiên bản Index trước đó là Index 2306, và trên bản Index này, Index 2312 thì hãng sẽ nâng cấp thêm một số những option nhỏ bên trong. Thì đây là cái tính năng Cloud Tool Manager, nó sẽ quản lý giao và holder ở trên cloud. Thì ở những cái phiên bản trước năm 2023 thì khi gia công lưu giao và tái sử dụng thì chúng ta sẽ lưu vào trong cái thư viện. Và khi lưu vào trong thư viện nó sẽ có một cái nhược điểm là đối với những khách hàng mà có nhiều license Index thì nó sẽ không được đồng bộ. Nó sẽ không có đồng bộ thư viện giao ở trên tất cả các máy. Đó. Thì khi chúng ta mà xài cái tính năng này thì trên thư viện cloud nó sẽ đồng bộ cho tất cả các license của công ty đó. Và thêm một cái ưu điểm nữa đó là giao diện này, giao diện của tool cloud này nó sẽ rất dễ xài và thân thiện với người dùng. Và khi chúng ta gọi giao trực tiếp trên cái nền của Linux thì chúng ta có thể quan sát 3D giao một cách trực quan nhất, từ kích thước đến các thông số giao. Và trong tool Cloud Tool Manager này thì nó cũng hỗ trợ tìm kiếm đối với những công ty có số lượng tool database lớn. Và sau đây sẽ là một cái video demo của hãng. Đây, thì ở cái phiên bản này chúng ta có thể gắn giao sâu vào phía trong của sun và holder. Do đó sẽ có cách nhìn trực quan và giống với thực tế hơn. Đây là giao diện của Tool Manager. Đây thì giao diện này sẽ tạo ra một cách đơn giản và trực quan hơn. Chúng ta có thể quan sát được 3D giao khi chúng ta tạo. Từ đó giúp chúng ta dễ dàng chỉnh sửa hơn. Thì Sun chúng ta cũng có thể tự động lấy từ những cái file trung gian. Đó, nó sẽ tự động nó ép vô Android, chúng ta không có cần phải tạo lại, tránh mất thời gian. Như vậy. Đó, một tool assembly nó sẽ bao gồm tool và holder của nó. Thì nó đều quản lý ở trên Cloud Tool Manager. Đây, nó sẽ có một cái bộ lọc để chúng ta dễ dàng tìm kiếm lại các con dao đối với những công ty có số lượng tool database rất là lớn. Chúng ta có thể ép tool vào holder và gắn gắn giao sâu vào phía trong của holder. Ok, thì sau khi tạo xong thì chúng ta cũng có thể lấy dễ dàng lấy ra và tái sử dụng. Đây, còn giờ chúng ta mới tạo xong. Rồi, và cuối cùng sẽ là Edit Cam Feedback. À, đây là một cái tính năng sẽ giúp người dùng có thể để lại feedback khi sử dụng phần mềm. Dựa vào những cái feedback này thì
Dựa vào những cái feedback này của người dùng thì hãng sẽ tiến hành nâng cấp phần mềm để phục vụ người dùng một cách tốt nhất. Thì người dùng hiện có thể để lại phản hồi trực tiếp từ bên trong phần mềm. Hãng sẽ chia ra thành 3 cấp độ để người dùng có thể để lại phản hồi. Thì đầu tiên là cách đơn giản nhất. Người dùng chỉ cần click vào Send a Smile hoặc là Send a Frown để hãng có thể biết được người dùng có đang hài lòng với NS hay không. Tiếp theo, nếu mà người dùng cảm thấy không hài lòng hoặc là hài lòng về một cái vấn đề nào đó thì người dùng có thể để lại một cái đoạn mô tả ngắn. Đó, qua đó thì hãng sẽ xem xét những cái vấn đề này và tiến hành nâng cấp phần mềm ở những cái bản cập nhật sau. Và cuối cùng là người dùng có thể để lại một cái bài đánh giá chi tiết về các tính năng cũng như các operation trong NSK. À, tất cả các đánh giá trên thì đều là những cái đánh giá ẩn danh và chỉ có hãng mới biết được thông qua ID mua hàng của khách hàng. À, tiếp theo, em sẽ nói về một cái dịch vụ mà SDE đã và đang cung cấp cho khách hàng nhằm phục vụ tối ưu hóa khi lập trình và gia công bằng phần mềm Edit. Đây là dịch vụ Post Processor. Thì những cái bộ post này có thể xuất được MC code cho các dòng máy CNC từ 3 đến 50 hoặc là những cái dòng máy cao cấp hơn, các dòng máy tiện file với nhiều hệ điều khiển khác nhau. Thì ngoài ra SDE cũng cung cấp bộ điều khiển và mô hình 3D máy giúp mô phỏng trên phần mềm Edit dựa trên chính MC code mới xuất ra từ Post Processor. Thì lợi ích khi sử dụng Post Processor và Machine Simulation mà SDE cung cấp là gì? Đầu tiên là bên SDE sẽ viết post hoàn toàn dựa theo yêu cầu khách hàng và sẽ có những tư vấn chuyên sâu đối với những khách hàng chưa hiểu hết về các công năng của máy. Thì qua đó SDE sẽ đưa ra những giải pháp dựa trên kinh nghiệm của SDE trong suốt quá trình hoạt động. Và Simulation Machine sẽ là mô phỏng máy ảo dựa trên phần mềm Edit. Qua đó người dùng có thể kiểm tra đường giao chạy và đánh giá tối ưu chương trình NC. Thì bất kỳ lỗi nào khi chạy trên phần mềm Edit cũng có thể nhận biết được. Ví dụ như là va chạm khi cắt vào chi tiết, vượt quá giới hạn hành trình máy cũng có thể đều có thể kiểm tra được khi mô phỏng và có thể tiến hành loại bỏ dễ dàng. Thì trong buổi webinar hôm nay thì bên SDE sẽ giới thiệu cho khách hàng một máy phay ngang Doosan 40 chạy hệ điều khiển Fanuc với các tính năng chuyên biệt của nó sẽ giúp nâng cao năng suất gia công cũng như sản xuất hàng loạt. Thì đây là con máy mà bên SDE đã cung cấp cho khách hàng là con máy Doosan NHB 5005. Đây, nó sẽ có các tính năng chuyên biệt. Đây, đối với một cái chương trình khi đối với một sản phẩm khi em gia công quay đồ gá gia công một lần hàng loạt nhiều sản phẩm đó thì em sẽ tiến hành lập trình trên một chi tiết. Đây, sẽ tiến hành lập trình trên một chi tiết đó, sẽ đặt cho nhiều góc khác nhau và khi các anh thiết lập những cái góc này ở trên phần mềm thì dưới xưởng hoàn toàn không cần phải xét lại bởi vì SDE đã viết.
Đây, bởi vì SDE đã viết cho nó một cái tính năng sẽ tự động nhận biết được những cái gốc này. Đó. Nó sẽ offset những cái gốc này từ vị trí gốc G53 của máy là trên cái bàn máy này. Đây. Nó sẽ offset những cái gốc mới G54, G55 đến G58 ở trên cái bàn máy. Thì sau đây em sẽ cấp thử cho cái khách hàng xem cái bộ port của SD. Đây, thì bộ port này sẽ bao gồm tên của người xuất này. Đây, những cái thông số này chúng ta có thể chỉnh sửa được nhé. Tùy vào nhu cầu khách hàng mà SD sẽ chỉnh sửa lại nhau. Đầu tiên sẽ là tên của người xuất bản vẽ. Đối với những xưởng có nhiều kỹ sư lập trình thì chúng ta sẽ biết được kỹ sư nào đang lập trình chi tiết nào. Tiếp theo là thời gian xuất. Đó. Tên của chi tiết là gì? Tên của máy là gì? Đó. Phiên bản của bộ port này. Đó. Tiếp theo là một cái tính năng rất là chuyên biệt. Đây là một cái tính năng ship vô tọa độ. Đó. Nó sẽ tính toán gốc G54 dựa trên gốc G53 này. Gốc G53 của máy là nó sẽ nằm trên cái bàn máy ở trên vị trí này. Đây. Gốc G54 nó sẽ offset từ vị trí G53 theo tọa độ là x bao nhiêu, y bao nhiêu và z bao nhiêu và cho anh theo cái trục B một khoảng là bao nhiêu độ. Đó. Gốc G55 cũng tương tự, gốc G56 tương tự. Đó. Thì ở dưới là một các dòng G code cơ bản của thì bên dưới sẽ là một cái những dòng G code cơ bản của bất kỳ dòng máy CNC thôi. Đó. Thì những cái dòng này cũng có thể hiệu chỉnh lại tùy theo nhu cầu khách hàng. Đó. Các những các thông tin cơ bản của trên port. Đó. Thì đó, sau đây em sẽ tiến hành em nhân những cái lập trình này trên hai cục phôi này đó để sản xuất hàng loạt. Đây, em sẽ tạo thêm một cái cục pi mới. Đó. Khi tạo xong thì chúng ta chỉ cần xác định chi tiết và phôi. Và không cần phải lập trình lại. Chúng ta chỉ cần copy thôi. Copy paste paste nó ra. Thì khi chúng ta copy paste thì nó vẫn sẽ giữ đúng cái thứ tự gia công. Đây, ví dụ như khi em xuất bóp đúng không? Nó sẽ vẫn đúng thứ tự gia công. Là đầu tiên là em sẽ phay phả mặt ở bên cái chi tiết bên này. Đó. Sau đó nó sẽ chạy qua phay phả mặt ở bên chi tiết bên này. Nó sẽ vẫn giữ đúng cái thứ tự gia công và nó sẽ không hề thay đổi. Rồi, tiếp theo em sẽ nhân thêm một cái chi tiết phía bên này nữa. Cần xác định chi tiết bên phôi. Copy, paste. Đó. Đó, như vậy là em đã hoàn thành xong lập trình xong ba chi tiết rất là đơn giản. Tiếp theo em chỉ cần thay lại các góc thôi. Lưu ý cho em là những cái góc này nó sẽ không có được trùng nhau. Đó, những cái góc này không được trùng nhau. Góc này là G54, G55, G56, G57, G58 rồi. Thì những cái góc dưới này sẽ là từ G59 đến những góc tọa độ mở rộng. Này bao nhiêu? Đây, số này đang là 4 đúng không? Thì cái số tiếp theo sẽ là 5. Là sẽ tương đương với G58. Rồi, những cái tiếp theo này sẽ là 6. Tương đương với G59. Rồi, cái này cũng là 7. Tương đương với góc tọa độ mở rộng G54.1.
Đây thì khi lập trình thì chúng ta có rất là nhiều gốc như vậy, nhưng mà khi xuống xưởng setup thì chúng ta không cần phải set bất cứ một gốc nào hết, chỉ cần đồ gá chúng ta chính xác đó, đặt đồ gá lên, ấn nút là máy chạy. Đây em sẽ mô phỏng thử, em sẽ xuất thử bộ boss trước và sẽ mô phỏng qua trực tiếp trên phần mềm edit. Đây là các gốc tọa độ này, em mở offset này. Đó thì phần mềm nó sẽ tự động tính toán. Đó thì bộ port của SDE cung cấp nó đang viết thêm một cái chức năng này, nó sẽ tự động tính toán các gốc tọa độ và chúng ta không cần phải set bất cứ gốc tọa độ nào hết. Đây, sau khi xong thì em sẽ tiến hành mô phỏng. Thì đây nó sẽ có ba cái hình thức mô phỏng. Đầu tiên là toolpath, nó sẽ mô phỏng theo mô hình máy thì cái kiểu này mình sẽ không sai. Tiếp theo là sẽ mô phỏng theo machine code, đây là sẽ mô phỏng theo bộ port trực tiếp của cái máy này đó. Và cuối cùng là external program, đây là sẽ mô phỏng những cái dòng machine code ở bên ngoài. Đây thì khi chúng ta mô phỏng nữa, chúng ta cũng có thể trực tiếp kiểm tra ENC code dựa trên mỗi lần chạy bằng cách tích vào cái ô này, nó sẽ hiện ra những cái dòng ENC code. Đây, nó sẽ hiện ra những cái dòng ENC code đây. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo chúng ta cũng có thể xem cái vật liệu nó cắt tới đâu đó, hoặc là chúng ta có thể bật những cái tính năng cảnh báo va chạm để khi nào va chạm vào đồ gá hoặc là chi tiết hoặc là quá giới hạn trên máy thì phần mềm sẽ báo lên. Chúng ta có thể bật thêm những cái tính năng là nhận biết cái đường dao chạy đó, em sẽ chỉnh cái tốc độ chạy thì nó sẽ mô phỏng thực tế nhất. Đó, khi chúng ta mô phỏng trên máy CNC như vậy, trên phần mềm như vậy thì ở dưới xưởng nó cũng sẽ chạy theo nếu chúng ta thiết lập gá đặt và thiết lập dao đúng. Khi mô phỏng máy thì chúng ta có thể hoàn toàn nhận biết được các va chạm và chúng ta có thể dễ dàng loại bỏ bằng cách chúng ta sẽ chỉnh sửa lập trình lại.
Đây thì số lượng G-code nó hơi nhiều nên thôi em sẽ tạm thời bỏ qua cái phần này đó. Thì đây là một cái dòng máy của SD hiện có, ngoài ra còn rất là nhiều các máy khác, nhưng mà vì thời lượng của cái buổi webinar này nó không đủ nhiều để SD có thể giới thiệu được những cái dòng máy của SD đang có. Thì nếu mà các quý khách hàng có quan tâm đến các dòng máy nào mà đang cần hỗ trợ về các vấn đề post processor hoặc là machine simulation thì quý khách hàng có thể liên lạc lại cho phía của SDE để SDE có thể dễ dàng hỗ trợ một cách tốt nhất. Thì đó là toàn bộ về cái phần thuyết trình webinar ngày hôm nay của SDE. Thì quý khách hàng có câu hỏi nào cần phía công ty giải đáp thì có thể đặt câu hỏi và em sẽ tiến hành giải đáp các thông tin của quý khách hàng. Dạ, anh Công, anh có câu hỏi gì liên quan về những cái phần mà SDA mới trình bày không? À, thì hiện tại SDE có thể làm tất cả các loại port từ máy 30 đến 50 đến các loại port của máy tiện file, cả về port processor và machine simulation. Thì ai còn cái câu hỏi nào không ạ? Thì nếu không còn câu hỏi nào thì em xin kết thúc buổi webinar tại đây. Và cảm ơn quý khách hàng đã dành một chút thời gian để tham gia. Và nếu có sau buổi webinar này có thêm câu hỏi nào thì có thể liên lạc lại với SDE để SDE hỗ trợ một cách tốt nhất.